À, chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết cái danh sách đơn, danh sách liên kết đơn dùng cái ngôn ngữ C để coi chúng ta thiết kế nó ra làm sao, rồi cái cách mình làm. Thấy rất là nhiều bạn giống như là chưa có hiểu sâu về cái cách giống như là mình thiết kế một cái gì đó. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nha. Rồi nếu mà các bạn nào chưa có biết cái danh sách liên kết hay là danh sách liên kết đơn ấy, nó gọi là link list ấy, là cái gì, thì mình nhắc sơ lại. Ok, nó chẳng qua nó là một cái đoạn tạo ha, nó có cái đầu giữ cái tòa tạo đầu tiên và cái đuôi giữ cái tòa tạo cuối, ở giữa nó có nhiều cái tòa tạo gắn lại với nhau. Ok, nó giống đại khái nó giống như vậy nghe. Okay. Rồi nếu mà các bạn có thể lên trên code là ghiền ha, rồi mình vô playlist mình vô để coi cái data structure đây không, là C17. Thì khi mà vô C17 các bạn có cái mình vô cái để coi cái video 225 nè, 226 nè, hai cái đó nó giải thích rất kỹ về cái danh sách là liên kết không, hay là gọi là danh sách liên kết đơn á. Ok, thì chúng ta chỉ có cái video này với lại cái vài cái video kế mình sẽ viết cái code ở trong cái ngôn ngữ C thôi, không mình không có giải thích cặn kẽ. Ok, rồi trước nhất là cái trong Visual Studio ha, mình có cái main ha, mình cũng in ra Hello World. Ok, thì rồi mình phải chạy như vậy được trước rồi mình mới làm tiếp. Từ khi các bạn vô cái nhào vô code tùm lum tùm la đầy hết trơn thì chạy không chạy được, không biết tại sao mình phải đi từng bước gì đó chạy được. Rồi coi như căn bản mình chạy được rồi, mình nhìn bên đây phải có cái sơ đồ ha. Đây mình tưởng tượng giống như là một cái tòa tàu, nó có cái một cái cục để móc giống như là một cái tòa xe á, phía sau nó có một cái móc để nó móc cái tòa cái bên ngoài sau đó, nguyên cái liên kết là nó lại như vậy thôi. Ok. Rồi thì mình có head nè, không mình có tail nè, để giữ cái giống như là cái tòa cuối, cái tòa đầu, khác những cái tòa giữa nó nói liên quan nhau. Rồi ok, như vậy thì bắt đầu mình thiết kế, mình định nghĩa làm sao. Thí dụ như cái phần data nè, các bạn thấy data đây không, thì data nó là một cái class khác hay là một cái object, thì trong ngôn ngữ C đó, ngôn ngữ C đó nó là một cái struct thôi. Ok, thì struct thì các bạn biết là trong đó là nó có những cái thuộc tính không. Thì thí dụ như mình lấy thí dụ luôn là cái sinh viên, thì thấy các bạn hay làm. Ok, thì người ta làm người ta làm như thế nào, thì nó gọi là ví dụ như mình nói struct, mình không có chữ này đi ha, mình nói không có chữ này, không có chữ này, thì cái nó nói là một struct, là giống như structure đó, là mình đặt tên là sinh viên ha, nó có cái tên là dùng 100 character, có cái tuổi. Ok, thì nó gói gọn lại như vậy. Thì mỗi lần người ta định nghĩa khai báo một cái biến này đó, người ta phải ghi là struct sinh viên, cho nên nó giống như ví dụ như các bạn ghi đây nè, struct sinh viên đi, bằng struct sinh viên ha. Đó, đại khái khi mà mình khai mình mình phải khai báo như vậy nè. Đó. Phải không? Đó, giống như là đại khái nó cái kiểu nó viết là như vậy, không? Thì mình không muốn, mình muốn giống như mình chỉ gọi sinh viên thôi là người ta hiểu, thì người ta mới có cái kỹ thuật đó là ghi chữ type definition, đại khái phía dưới đây mình gọi tên là sinh viên, coi như từ đó về sau mình ghi chữ sinh viên thôi là người ta đã hiểu rồi. Ok, ví dụ mình nói integer x đó, thấy không, rồi mình nói sinh viên cái kiểu nè là sinh viên đó, đại khái đó ha, đại khái là mình nói vậy là nó hiểu, mình không cần phải ghi struct. Ok đó. Rồi thì coi như mình được cái sinh viên nó có vậy ha. Rồi xong mà mỗi cái tòa tàu nè, các bạn nhìn thấy nè, đó không, là mình coi như là một cái nốt, nó gọi là một cái nốt. Ok, thì mình cũng dùng giống kỹ thuật trên là struct nốt, nó gọi là nốt là được rồi, không cần phải ghi struct. Ok, thì trong ruột nó có cái gì? Bây giờ mình nhìn trong này, trong ruột nó có data với lại cái next, next là nó là một cái mũi tên hay là một cái móc để móc cái tòa thứ hai. Ok, rồi vậy cái data đó bây giờ mình định nghĩa nó là một, cái pointer khác, nó như coi như là nó chỉ tới một cái struct data, như nó chỉ tới một cái cục gì đó, là hai mình cứ
Tại vì các bạn học C, các bạn chưa biết object oriented này nọ, nhưng mà đại khái một cái cục data này nó là một cái struct khác ở không, mình dùng cái pointer. Hôm nay mình tất cả mình sẽ dùng cái pointer nha. Rồi cái next của nó là một cái cùi móc ha, cái cùi móc để móc cái toa kế. Như vậy nó nó là một cái pointer nữa, thì mình phải có cái dấu ngôi sao ha, nó cái loại là nốt, mà cái tên gọi là next đó. Thì một cái cục, cái nốt của mình nó được định nghĩa là như vậy đó, nè giống như một cái nốt này ha. Ok rồi. Là hai thứ rồi ha. Rồi xong rồi, cái thứ thứ ba là bây giờ mình thử tự tưởng tượng một cái danh sách liên kết nè. Thì mình có cái gì? Mình có cái head nè, đúng không? Head là một cái mũi tên, tail là một cái mũi tên. Thì trong lúc đó mình nhắc lại luôn, cái mũi tên nó là một cái pointer, nó chỉ tới cái địa chỉ nào đó trên cái bộ nhớ kệ đó. Ok đó. Như vậy á, thì một cái danh sách là mình có cái gì? Mình có cái head với cái tail rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình có được cái số đếm của cái toa tàu thì càng tốt, đúng không? Ví dụ như cái này có hai toa nè, đó không? Còn cái này chưa có cái gì hết là không toa nè, đó, ví dụ như vậy. Ok, thì mình sẽ định nghĩa một cái struct khác, đó, mình đặt tên là linked list, không? Thì nó có là một cái mũi tên là pointer, pointer kiểu nốt, đó, mình đặt là cái head, cái là cái tail, cái là cái thước, không? Mình không muốn gọi đi gọi lại cái struct linked list thì mình sẽ gọi nó là linked list. Từ đây về sau mình ghi chữ linked list là nó hiểu là struct linked list là nguyên cái cục này. Ok rồi. Sẵn mình nói về cái naming convention ở trong cái C luôn nha. Ok, thí dụ như cái name nè, các bạn thấy name variable rồi này nọ nè, không? Các bạn coi cái đường dẫn ở trên đây, ok? Thì nó có nhiều lắm, nhưng mà đại khái mình vô cái ngôn ngữ nào mình cũng làm cho nó giống như trong cái ngôn ngữ đó, thì mọi người người ta đọc người ta hiểu hơn, ok? Ví dụ mình vô name ha, thì name các bạn thấy nè ha, những cái biến của nó được cách nhau bởi cái dấu ở phía dưới, underscore hay là dấu gạch dưới, ok? Và cái chữ viết là chữ thường, không có viết chữ hoa. Ví dụ như nó nói nè, ví dụ như cái này á, nếu viết như vậy thì ok nè, nhưng mà nó nói đừng có dùng giống như vậy. Giống như giống vậy là cái ngôn ngữ khác, phải không? Đó, cho nên khi mà ngôn ngữ C, mình cứ gạch dưới ở giữa này đi, ok? Thì đôi khi có nhiều cái có lý do nào này nọ, nhưng mà các bạn, mình là vô cái nào nó cũng có cái nguyên tắc của nó, thì mình chưa có thấy cái sự lợi hại của nó thì mình cứ theo nó, không? Từ từ, lâu dần mình sẽ thấy cái tại lý do tại sao người ta làm vậy, đại khái như vậy. Ok. Rồi, quay trở lại á. Hy vọng các bạn hiểu kỹ ba cái này, căn cứ vào cái hình ở bên tay phải nè. Đó. Thì cái đó mình mới là như là mình hướng dẫn cho các bạn cách thiết kế mấy cái ngôn ngữ khác, nó cũng vậy đó. Không? Thì nếu mà các bạn còn lơ tơ mơ này thì mình cứ coi đi coi lại cái này, mình so với lại cái bảng bên đây cho nó làm sao, cái hình như sao. Chứ còn mình còn đang mơ hồ á, mình làm tiếp chẳng qua mình tự làm khó mình thôi. Ok. Rồi. Thì sao mình thấy cái giống như là từ bên phải này dịch qua bên trái này nó cũng đâu có dịch, đâu khó gì đâu, đúng không? Rồi, thì bây giờ trong cái chương trình chính của mình sẽ là cái gì? Ok, này mình viết sẵn mớ chương trình chính của mình nè. Ok, cái bắt đầu mình nói bây giờ đó, bây giờ mình không cần này nè, bây giờ không cần này nè. Mình nói bây giờ dĩ nhiên nó sẽ màu tùm lum, nhưng mà mình nói tao cần một cái danh sách. Thí dụ như mình nói ví dụ danh sách lớp mà là mình đặt cái list đi, không? Hoặc là mình nói list A đi, cũng được, không? Ví dụ như danh sách của ví dụ như lớp 12A, lớp 12B rồi đại khái một cái danh sách nó có cái tên. Ok. Giờ thì mình có cái gì? Bởi vì cái danh sách này mình muốn làm nó là cái pointer luôn. Ok. Thì mình nói ok, tao muốn một cái hàm là create list, tức là nó tạo ra một cái danh sách. Tao không cần tham số, mày chỉ cho tao có danh sách thôi. Giống như là đi xin một tờ giấy trắng vậy đó. Ok. Đó, đại khái như vậy. Ok. Rồi, mình chưa cần biết nó làm được cái gì, mình cứ kệ, mình cứ viết đầy xuống hết, đúng không? Ví dụ như sinh viên, bây giờ mình cũng làm cái kiểu pointer luôn. Ok, thì chút xíu mình sẽ nhắc, giải thích tại sao mình làm pointer nó khá hơn. Ví dụ như mà nói sinh viên, ví dụ học sinh A, học sinh B, học sinh C rồi đại khái là như vậy. Thì mình nói create một cái sinh viên, không? Mình cũng underscore. Thì có tên với tuổi, đại khái như vậy ha. Sinh viên B cũng có tên, có tuổi, nó trùng hợp như thế này, không?
thì tương lai thì trong cái này nó giống như mình không đưa tham số vào nhưng mà mình nhập từ bàn phím thí dụ vậy, hoặc là mình đọc từ file nó có đủ cách không, nhưng mà cái ý tưởng của nó là vẫn là tạo một cái sinh viên rồi trả về một cái pointer là cái loại sinh viên cho cái thằng A hay thằng B. Ok rồi, với cái danh sách của mình thì mình làm được cái gì thì thường là mình insert nè, không thì thí dụ như nhìn mình bên đây phải nè, các bạn thấy giống như ví dụ như cái nó chưa có gì, nó chưa có tòa tàu nào thì mình insert một cái tòa tàu vô, và thí dụ nó có một rồi thì mình insert một là hai, insert có hai rồi mình insert là ba, không ví dụ như khi mình insert tức là mình chèn vào thì mình có thể nói ok tao chèn ở phía trước hay là tao chèn ở phía sau hay là tao chèn ở giữa giữa, không đại khái như vậy. Thì cho nên ok mình tự chế ra là ok tao muốn insert trước một cái tòa tàu số mấy đó, đại khái là như vậy, các bạn hiểu không? Đó mình quy định như vậy, ví dụ như cái tòa tàu số không đó, ví dụ như tức là mình insert ở phía trước đầu đoàn tàu xe lửa đó. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra mình đưa những cái tham số gì, mình nói ok thì giờ mày muốn insert tức là mày muốn chèn vào thêm vào cái danh sách nào, lớp 12A hay lớp 12B không, ví dụ gì thì cái, cho nên nó mình phải có cái tham số là ok danh sách nào đó, thấy không? Rồi tương tự mình sẽ tạo đưa ra một cái nút, các bạn nhìn bên đây nè, nhìn bên đây không, mình là tạo ra một cái nút không, thì mình tạo ra một cái nút đó, thì trong đó nó có gì, nó có cái data và cái next đúng không? Đó thì cái data nó là một cái sinh viên, như vậy thì cái tham số mình đưa vô ok tao muốn một cái nốt có cái của cái thằng sinh viên A, một cái nốt của thằng sinh viên B đó, đại khái như vậy thì nó sẽ ra cái ô này không, thì từ cái ô này đó nó sẽ chèn vào cái danh sách A tại vị trí số 0, trước cái vị trí số 0 tức là chèn vào đầu danh sách không. Để tao cũng có muốn in cái danh sách thì cái câu hỏi đặt ra ok mày muốn in danh sách của cái lớp nào, lớp A hay lớp B hay lớp C hay lớp 11 hay lớp 10, đại khái vậy ha. Rồi xong rồi, bởi vì mình làm trong cái ngôn ngữ C hay C++ nó không có quản lý những cái bộ nhớ, cho nên đó mình làm mấy cái pointer đó mình làm chạy hỏi máy mình đứng cứ ngắt thí dụ vậy, cho nên mình phải có trả về cái bộ nhớ. Ok rồi đó, đó là những cái ý tưởng giống như là mình làm là mình phải làm được những cái này, mình chưa biết làm sao hết trơn, nhưng mà mình căn cứ vào cái hình rồi mình cứ ghi cái ước muốn của mình sẽ làm những cái điều điều như vậy. Rồi ok, thì sẵn đây mình nói luôn đó là tại sao mình dùng cái pointer mà mình không có dùng thẳng luôn, thí dụ như mình nói sinh viên A ABC thì mình nói thí dụ như vậy đi nó cũng được không, thí dụ như vậy cũng được không, đó nó cũng chạy bình thường không. Nhưng mà thí dụ như mình cứ tưởng tượng một căn nhà ha, rồi cái mình có đầy đủ dụng cụ hết, mình xin cái gì tức là những cái biến này mình xin là thí dụ như mình nói thay vì cái loại sinh viên thì mình xin một cái nồi, ok ta đặt là A, một cái ly, hai cái ly, ba cái ly, mình xin gì đó như rất là nhiều, ví dụ như mình xin là 1.000 sinh viên thì mình nói thí dụ như vậy ha, đó hay là một cái ly hay là một cái nồi gì đó, ok ví dụ như triệu, đại khái như vậy, như nó nhiều thật nhiều thì trong nhà mình nó sẽ bị hết, nó chịu không nổi đó, nó sẽ bị giống như là bó tay không, cho nên mình làm cái pointer là để mình mượn của hàng xóm, ok tức là ok mình chạy qua hàng xóm mình nói ô, cho tôi mượn cái ly, cho tôi mượn cái tô, cái tách, cái dĩa, cái muỗng gì đó, đại khái như vậy. Thì mình làm càng nhiều thì hàng xóm nó nhiều lắm, không có hàng xóm này cũng có hàng xóm kia đó, cho nên mình nhiều nó được hết trơn không, nó hạn chế coi như rất là cao, nó vượt qua cái căn nhà của mình đó. Thì cái điều đặt ra nữa là khi mà mình đi mượn hàng xóm thì mình phải xóa nó, mình trả người ta, nếu mà mình không trả thì từ từ cái hàng xóm nó không còn đồ để cho mình mượn nữa đó, cho nên trong C hay C++ các bạn dùng pointer là phải free nó, tức là phải trả lại, ok ý tưởng là như vậy. Rồi ý tưởng xong rồi ha. Thì bởi vì mình muốn giải thích cặn kẽ cho các bạn, cho nên mình sẽ giải thích rất là kỹ, dĩ nhiên cái nào rút ngắn được thì mình rút ngắn, thì mình chia vài cái video mình các bạn coi chừng giống như là mình chịu khó một buổi hay gì đó, 1-2 tiếng vậy để mình coi mình nghiệm cho như nó tốt rồi thì những cái khác nó từ từ ở trơn nó y chang luôn. Ok
Rồi, quay lại vấn đề. Ok, create list này đây, mình làm sẵn trên đây nè. Ok. Rồi. Thì cái phía trên này á, khi mà mình có dấu chấm phẩy này là cái gì? Tức là nó gọi là prototype. Ví dụ như mình viết chữ này đi. À, prototype. Đó. Tức là khai báo rồi nhưng mà tao chưa có biết làm. Giống như là cái menu vậy đó. Hay là menu. Hay là thực đơn, mình nói ví dụ như vậy. Ok, đại khái các bạn, mình phải liên tưởng thực tế thì mình mới làm nó nhanh và dễ hiểu. Ok, tức là thực đơn ta chưa biết làm nhưng mà ta sẽ có món món cá nè, món như đậu hũ kho nè, hay là canh chua nè, con khỉ gì đó, đại khái nó nhiều thứ vậy. Thì giờ mình nói ok, tao muốn create một cái list, là một cái danh sách, tao trả về là nó là một cái loại link list, thì nó là cái pointer, nó vậy ha. Thì đó là vậy. Ok, thì đó là cái mình định nghĩa trước biết cách làm. Rồi cái sinh viên cũng vậy, ta muốn tạo một cái sinh viên. Ok, thì cái sinh viên ở đây, thì cái sinh viên thì nhận vô hai thứ, ví dụ như là tên với tuổi, không? Nếu mà như hồi nãy mình nói, nếu mà các bạn mình không có đưa cái này vô đó, thì mình có thể nhập từ bàn phím hay là từ file này nọ. Ok, rồi đại khái như vậy. Thì nó trả về cho mình là một cái người sinh viên mà mình mượn bên hàng xóm. Ok, mượn hàng xóm là dấu này. Rồi, là xong. Tương tự mình create một cái nốt, cái nốt là giống như này nè, đó. Thì một cái nốt đó thì nó cần cái tham số là ok mày muốn sinh viên nào, thì cho nên là nó có ok cái sinh viên, mình tưởng tượng là cái địa giống như địa, giống như địa chỉ đó. Cái này là một pointer, tức là mình nói như phía trên như đó, sinh viên mình mượn của hàng xóm đó, rồi xong rồi trả về cái cũng mượn của hàng xóm luôn, cơ là một cái cục cái nốt này. Ok, rồi ý tưởng là như vậy. Để xong mình insert before, mình nói ok mình chèn vô cái danh sách nào, danh sách của lớp 12A hay lớp 12B hay lớp 10 hay đại khái vậy à, bởi vì nó cũng là mượn luôn cho nên nó là pointer luôn. Ok, rồi thì mình chèn vào cái danh sách đó cái to tạo nào à, cái to tạo mình create node này để tạo có một cái node nhưng mà nó vẫn là cái pointer à, tức là một cái thằng mình mượn hàng xóm. Mình đừng có làm như vậy. Làm như vậy á, mình phải giống như là mình gọi những cái tham số như vậy á, mình chỉnh á, nó không có đưa cái bản chánh cho mình, đưa cái bản copy không à. Mình sửa nó không có, giống như là mình gọi mình sửa xong rồi đi ra ngoài nó mất tiêu à. Tại vì nó sửa trên cái bản phụ. Ok, đại khái là như vậy. Các bạn chưa biết nữa thì quay ngược lại mấy cái video trước mình học lại ha. Mình phải cho nó kỹ mình mới đi lên được, chứ còn lơ tơ mơ vào đi lên càng không có hiểu, càng không hiểu thì mình sẽ chán, chán mình sẽ bỏ nghề à, mình sẽ bỏ à, hoặc là mình nhức đầu. Nói chung mà làm bài làm có 5 phút mà mình làm cả tuần cũng chưa xong, phải không? Đại khái mất ăn mất ngủ đại khái vậy. Rồi mình cũng có thêm cái biến là cái position, tức là nãy mình nói ví dụ mình muốn chèn ở phía trước hay là chèn ở giữa hay chèn phía sau thì mình đưa cái position vô. Ok, thì bây giờ mình cho nó bằng không sẵn, có nghĩa là nếu mà mày không đưa vô ngay chỗ này nè, nếu mình không đưa vô này tức là mày insert, mày chèn vào phía đầu tiên đó. Ok, rồi xong rồi mình cũng có cái danh sách thì mình không cần trả về danh sách đó, thì mày muốn in danh sách nào đó, của hàng xóm đó, cho nên mình phải đưa cái dấu này luôn. Ok, nếu mình không đưa thì như mình nói là nó chỉ đưa bản copy thôi à, còn mình đưa này vô thì đưa cái chánh luôn. Mình nói thí dụ như vậy à, mình có nhiều kiểu để mà mình làm. Ok, thì cái gì mình tùy chỉnh cái này sao. Ok, tương tự cái destroy cũng vậy. Thì bây giờ mày trả cho hàng xóm mày trả cho hàng xóm cái danh sách nào đó, thì tất cả những gì mà mình tạo ra thì mình mượn mình hàng xóm mình đều phải trả cho nó. Ok, rồi đó là toàn bộ cái cách thức để mà mình thiết kế một cái link list, hay là mình thiết kế bất cứ cái gì cũng vậy, ở trong C hay là cái ngôn ngữ khác nó cũng tự tự như vậy thôi. Rồi xong cái bắt đầu mình copy hết những cái thứ này, mình copy xuống dưới cái main của mình à, dưới đây nè. Ok, rồi thì mình copy hết toàn bộ ở phía trên này qua sau cái main để mình làm, chứ mình đừng làm phía trên. Mình làm phía trên thì cái chữ main mình nằm tuốt ở dưới màn hình ở dưới, nó không có, mình nhìn không có rõ. Thì những cái ngôn ngữ khác á, nó đem cái này, nó đem cái cục này, nó hoặc là cái ngôn ngữ C này cũng được, mình đem mình bỏ trong một cái file, nó gọi là header, không? Thì tức là định nghĩa những cái thực đơn, cái menu thôi, chứ biết cách làm. Còn cái này mình đem ra phía sau,
tới sang nhà bếp bắt đầu mình làm. Ok, đó, cái ý tưởng của nó là làm như vậy để mà mình nhìn cái thực đơn, mình biết có cái món gì để mình gọi, phải không? Còn mình đừng cần biết nó làm sao, đó, đại khái vậy. Rồi mình muốn biết đó thì mình vô nhà bếp mình làm. Thì cái video này mình sẽ làm cái create list cho các bạn, ok? Thì mình create list là mình làm gì? Thì như thế này, chỗ này nè, đây rồi, mình kéo này ra chút xíu. Ok, thì các bạn đã biết được đó, là mình sẽ giống như, bởi vì mình mượn hàng xóm, cho nên mình phải gọi, mình gọi là Colock hay là Molock cũng được, không? Thì hai cái này nó khác cái gì? Ok, hai cái này nó khác. Ok, để mình đóng lại đi. Ha, đây, nó khác cái gì? Thì cái thằng này á, Ofa, có cái này để mình đính chính lại trong cái video 354 của mình. Đó, có create cái mảng hai chiều. Thì ngay cái chỗ hàng 51 này nè, thì các bạn thấy một cái dấu ngôi sao phía trước, thì ở ngoài sao nó là không có cái dấu ngôi sao nha, nó là chỉ là size of integer thôi. Mình có cũng có ghi chú ở dưới đây nè, ha, cũng có ghi chú cho các bạn. Ok, thì đại khái nó là như vậy, tức là đại khái cái ý tưởng nó là phía trước có một ngôi sao, phía sau không có, tức là cái phía trước nó nhiều hơn phía sau một ngôi sao. Đó, đại khái cái ý tưởng nó là như vậy thôi. Ok, rồi quay trở lại vấn đề, thì mình dùng Molock á là mình sẽ thấy rất là mà messy. Ok, ví dụ như mình nói cái chữ này đi, messy hay là mess up, đại khái nó là như vậy. Ok, rồi để coi cái dịch cái tiếng Anh nó là gì nha. Rồi, cái chữ M là mình nói là messy hay mess up là lộn xộn. Ok, mình đã nói lộn xộn. Thì giờ cái giả bộ mình chạy tới đi, mình cũng có làm rồi nhưng mà để mình chạy tới chỗ này đi ha. Đó, thì bây giờ các bạn thấy cái list này không? Bây giờ ví dụ như mình chạy qua nè, mình gọi qua nè, thì mình coi lại cái list nè, mình sẽ thấy nè, thấy không? Nó dấu hỏi cái này, cái chữ sai của nó là, thấy không? Trừ bao nhiêu ngàn mấy luôn. Tức là chữ M là khi mà mình xin cái hàng xóm cái đồ, giống như mình mượn cái chén cái dĩa người ta, thì cái đồ chén dĩa người ta dơ, người ta vẫn đưa cho mình mượn. Đó, giờ là ý lên là như vậy, nó không có sạch sẽ. Đó, ok. Đó, thì mình phải mình về mình phải rửa. Ok, rồi, ví dụ như mình về mình rửa làm sao? Đây, ví dụ chạy lại nha. Chạy lại, ví dụ nha, mình chạy qua một bước, mình sẽ thấy ok. Cái head dấu hỏi cái kích thước bằng như đây. Bây giờ mình là mình về mình rửa nè, rửa cái đầu, cái đuôi, rửa luôn cái kích thước. Thì bây giờ mình coi lại cái danh sách của mình rồi, thì đó, thấy không? Nó thấy nó đẹp không? Nó có cái head bằng nua, tail bằng nua và cái kích thước bằng không, đó, thấy không? Ok, đó, thì mình trả về đây nè, hàng xóm, tao cho mày mượn cái danh sách này nè, khởi đầu là hai cái này là nua, như này là không. Ok, rồi, là cái cách thứ hai đó, cái là cái cách là cái cách mà Colock. Ok, Colock là chữ C á. Chữ C á là mình nói là chữ clean. Đó, thấy không? Chữ M. Đó, cái này để cho các bạn dễ nhớ. Ok, thì cái M này nó khác, chữ clean này nó khác cái gì? Ok, coi nè nha. Ví dụ như, mình đã thí dụ như đóng cái này nha. Rồi, thì khi cái này, cái danh sách nó, dĩ nhiên nó chưa có nữa không? Memory chưa cho nè, đúng không? Bây giờ mình chạy ngang cái memory cho. Cho thì mình nhìn lại coi. Nhìn lại coi, thấy cái gì? Đó, thấy không? Tức là mình mượn có hàng xóm mình mượn cái dĩa, thì người ta rửa sạch nó mới cho mình mượn, thấy không? Tức là sạch bon hết, cái nào cũng nua, thấy không? Mình khỏi phải làm này, thấy không? Về là sẵn sàng để xài. Ok, đó, thì các bạn nên dùng cái Colock. Ok, thì cái Colock mình phải nói cái kích thước của nó là 1, thấy không? 1 mình nhân 1 nhân cho cái này cũng được. Đó, thì đại khái mình phải mất công thêm hai cái chữ này, tức là tao xin một chỗ của cái này chỉ có kích thước là 1 thôi. Ok, ví dụ như mình nói array á, thì ví dụ như mình xin 5 chỗ thì cái này mình phải nhân 5 lần của cái này, thấy không? Đại khái mình hãy mất công như vậy, chỉ có vậy thôi. Ok, thì nó làm cho mình, còn mình chắc ăn nữa thì mình mở thêm cái code này ra là đừng cho nó lộn xộn. Ok, rồi thì coi như là cái video này á, mình hướng dẫn cho các bạn cách mà mình thiết kế như design một cái
một cái danh sách liên kết từ cái hình bên đây, mình suy nghĩ làm sao mình có những cái này đừng đừng có lo nó có chạy hay không chạy, mình chỉ cần đưa vào nó thôi, giống như cái gọi mình gọi món ăn vậy đó, tao muốn có canh, có cá, có cơm gì mình cứ ghi xuống không, rồi nó có tham số gì mình tưởng tượng ra nó có mình cứ ghi xuống, rồi cái cách mình làm thì từ từ bắt đầu mình vô bếp mình mới làm. Ok, rồi thì các bạn nghiệm lại coi sao nha, trước khi mình đi thêm, chứ còn mình các bạn đi thêm nữa đó giống như là mình, như mình nói đó, nó mơ hồ một chút là từ đây về sau là mình học cái ngôn ngữ nào cũng vậy, nó cũng tùm lum tùm la, mình không có hiểu, không hiểu cái bản chất của vấn đề. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau, rồi mình sẽ viết thêm mấy cái function này này nọ, ok, mình hướng dẫn thêm. Ok ha, rồi bye bye.